Yeah, chào cả nhà, Phương mình là nào? Isa Quan đây. Trước khi đến với nhà nhẹ, Isa đang chênh vênh ở phương nào? Tại sao lại là chênh vênh mà không phải là hạnh phúc vui vẻ? Đến bao giờ thì mình mới có được cảm giác ổn định? Mọi người cảm thấy bất an hơn khi ở trong vùng an toàn hay là ngoài vùng an toàn? Một năm sau nhìn lại mà mình vẫn thế, trời tệ vãi. Mình không chủ động trong việc làm chủ cuộc sống của mình ấy. Khi mà mình đã không biết mình phải làm gì, có nghĩa là mình có thể làm bất cứ thứ gì. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Mình là Pink Dot. Hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu vì sao chúng ta lại tự ti cùng với tác giả Nguyễn Mỹ Duyên nhé. Ok, hãy bắt đầu ngay thôi nào. Tự ti là một vấn đề mà mình nghĩ không ít người mắc phải. Hiểu đơn giản, tự ti là một tính từ diễn tả sự thiếu tự tin, không tin vào khả năng của bản thân, tự đánh giá bản thân mình thấp hơn những người khác. Cũng chính vì vậy mà những người tự ti thường rất ngại phát ngôn, hành động, ngại phải giao tiếp với những người xung quanh. Tự ti có thể khiến một người đánh mất cơ hội, cũng có thể khiến người đó rơi vào bệnh lý. Hãy nhớ lại nào, trong lớp bạn có phải có những người chẳng bao giờ giơ tay phát biểu? Mình không nói những người không bao giờ chủ động giơ tay phát biểu là tự ti, nhưng nếu mỗi lần giáo viên đặt ra câu hỏi, bạn có câu trả lời nhưng lại không chắc về độ chính xác của câu trả lời đó, thế là bạn tự vấn rằng có nên giơ tay trả lời hay không? Để rồi khi có những người khác đứng lên trả lời thay bạn, bạn lại ước lúc đó mình can đảm đứng lên. Đó là một ví dụ về tự ti. Trong lúc hoạt động nhóm, bạn có ý kiến nào đó trong đầu nhưng chẳng bao giờ dám nói ra vì bạn nghĩ mọi người sẽ cho rằng ý kiến đó thật ngu ngốc, dù bạn cũng không chắc nó có thực sự ngu ngốc hay không, hay chỉ là tự bạn cảm nhận thấy một nỗi sợ vô hình nào đó mà thôi. Kết cục lúc nào bạn cũng sẽ nghe theo ý kiến của nhóm. Đây cũng là ví dụ về sự tự ti. Mình tin rằng dù không lấy ví dụ thì ai trong số chúng ta cũng hiểu tự ti đem lại nhiều cảm giác vô cùng khó chịu và dày vò chúng ta mỗi lần đứng trước một cơ hội. Vậy con quỷ tự ti đó chui từ đâu ra? Tiếp cận và lý giải nguồn gốc của tự ti. Khi được hỏi vì sao bạn tự ti, vì sao bạn không tin vào bản thân mình, chúng ta có thể trả lời rằng tại vì mình không có năng lực, tại vì mình yếu kém, tại vì mình từng thất bại nhiều lần, tại chẳng ai tin mình. Liệu rằng vấn đề có nằm ở chỗ chúng ta không có năng lực hoặc là chúng ta yếu kém hay không? Sẽ có một loạt các lý thuyết giúp chúng ta giải đáp câu hỏi đó. Có thể kể đến như sau. Tâm lý học cá nhân của Alfred Adler. Lý thuyết thang bậc nhu cầu Hierarchy of Needs của Abraham Maslow. Học tập hành vi Điều kiện hóa thao tác Operant Conditioning của B.F. Skinner. Hay ý niệm về bản thân trong bối cảnh xã hội Self-concept, vân vân. Trong video hôm nay, mình sẽ cùng các bạn tiếp cận sự tự ti từ góc nhìn của Alfred Adler theo tâm lý học cá nhân. Individual Psychology. Vài nét về Alfred Adler. Trước khi đi vào lý thuyết và giải thích mọi thứ, thì Alfred Adler là một nhà tâm lý học thuộc trường phái phân tâm học, được mệnh danh là một trong ba người khổng lồ của tâm lý học hiện đại, ngang hàng với Sigmund Freud và Carl Jung. Một người vĩ đại và đóng góp nhiều cho tâm lý học như Alfred Adler, ông phải là một thiên tài bẩm sinh, hoàn hảo về mọi mặt. Thực tế thì không phải vậy. Ông ganh tị với sự mạnh khỏe và tài năng của anh trai. Ông cảm thấy mình bị bỏ rơi kể từ khi đứa em trai ra đời. Nhưng bằng nỗ lực tuyệt vời không ngừng nghỉ, Alfred Adler trở thành chủ tịch Hiệp hội Phân tâm học Vienna năm 1910 và vĩ đại cho tới ngày hôm nay. Chính sự tự ti tồn tại trong những năm tháng tuổi trẻ đã thúc đẩy Adler cho ra đời một lý thuyết bàn luận về sự tự ti như tâm lý học cá nhân. Trước khi tiếp tục đọc, các bạn hãy tự phản hồi bản thân trong những câu hỏi này nhé. Bạn tự ti vì điều gì? Sự tự ti đó xuất phát từ đâu? Sự tự ti đó đã tác động như thế nào đến cuộc đời của bạn? Bạn muốn chấm dứt sự tự ti đó chứ? Được rồi, chúng ta bắt đầu tiếp. Trong tâm lý học cá nhân, tác giả không dùng khái niệm tự ti, thay vào đó là khái niệm cảm giác thấp kém, cảm thấy thấp kém hơn những người lớn hơn, mạnh hơn mình. Có thể mọi người sẽ không cảm nhận được mùi vị tích cực từ những thứ cảm giác thấp kém, nhưng với tâm lý học cá nhân thì đây là một trạng thái hết sức bình thường và là động lực chính thúc đẩy hành vi, thúc đẩy sự phát triển ở mỗi người. What? Đúng là một tuyên bố khó có thể chấp nhận được phải không? Nhưng mà khoan hãy hoang mang, bình tĩnh lại và chúng ta sẽ cùng làm rõ vấn đề này nhá. Cảm giác thấp kém. Sở dĩ Adler nói rằng cảm giác thấp kém là một trạng thái bình thường ở tất cả mọi người bởi vì nó bắt nguồn từ lúc chúng ta mới sinh ra, phải phụ thuộc vào người chăm sóc. Khi đó chúng ta phải chờ được cho bú sữa, chờ được cho ăn cháo, chờ được cho đưa đi vệ sinh, vân vân. Vì chúng ta chưa đủ năng lực để thực hiện những hành vi ấy.
sự phụ thuộc ấy hình thành trong chúng ta cái gọi là cảm giác thấp kém. Cảm giác thấp kém là thứ vốn dĩ đã xuất hiện trong mỗi chúng ta như một lẽ tất yếu và nó sẽ thay đổi theo thời gian tùy vào quá trình phát triển của từng người. Từ đó mở rộng ra vấn đề, có thể cảm thấy cảm giác thấp kém không phải là di truyền mà là do môi trường sống. Từ khi mới sinh ra, ai cũng có cảm giác đó, nhưng khi lớn lên sẽ xuất hiện những thay đổi ở mỗi người. Khi có cảm giác thấp kém, chúng ta nỗ lực bù trừ, tức là làm mọi cách để xóa bỏ cảm giác thấp kém. Ví dụ, khi cảm thấy thừa cân thì chúng ta ra sức tập thể dục. Khi cảm thấy mình không được thông minh, chúng ta liền nỗ lực học tập thật chăm chỉ. Khi mặc cảm về xuất thân của mình, chúng ta ra sức làm việc, kiếm thật nhiều tiền. Khi thấy mình mỏng manh yếu đuối, chúng ta liền luyện tập thể thao. Cũng có thể với những vấn đề trên, mỗi người sẽ chọn cho mình một cách bù trừ khác. Nhưng dù bù trừ bằng cách nào, thì đều nhằm mục đích lấp đi cảm giác thấp kém của bản thân. Thông qua đó, khiến chúng ta mỗi ngày một phát triển, đây là tính bản chất của vấn đề. Hiểu được bản chất của vấn đề, chúng ta sẽ hiểu được cảm giác tự ti đến từ đâu. Tiếp tục vấn đề, từ trên có thể thấy sự bù trừ chính là động lực để thúc đẩy sự phát triển của mọi người, nhưng nó chỉ giúp mọi người an toàn, khỏe mạnh khi sự bù trừ đó nằm ở mức vừa đủ. Từ đây sẽ rẽ sang hai hướng, nếu như bù trừ quá mức, chúng ta sẽ rơi vào cảm giác phức cảm tự tôn, thổi phồng năng lực và thành tựu của bản thân, khoe khoang, tự mãn, xem nhẹ sự tiếp tục cố gắng, cho rằng mình là trung tâm hay hạ bệ người khác. Còn ngược lại, nếu như bù trừ quá ít thì sẽ rơi vào phức cảm tự ti, nghĩa là sẽ không bù trừ cho cảm giác thấp kém của mình. Từ đây, ta luôn cảm thấy mình vô dụng, đánh giá thấp kém bản thân, không ứng phó được với những đòi hỏi của cuộc sống. Phức cảm tự ti. Mình muốn nhấn mạnh một lần nữa, cảm giác thấp kém theo tâm lý học cá nhân của Alfred Adler là một điều hết sức bình thường, là động lực thúc đẩy hành vi. Chúng ta sẽ phải vượt qua nó, chúng ta sẽ phải phát triển bản thân bởi sự bù trừ vừa phải. Nhưng phức cảm tự ti thì lại khác, nó có màu sắc của sự tự ti, nhưng khi đi cùng với từ phức cảm thì điều đó sẽ cản trở sự phát triển bình thường của mỗi người, mang màu sắc bệnh lý và không còn là động lực phát triển như cảm giác thấp kém vốn là cảm giác khởi thủy của mỗi người. Phức cảm tự ti nó có nguồn gốc từ một số lý do, ví dụ như việc bạn được nuông chiều quá mức, bị bỏ rơi hoặc tự ti về cơ thể, những điều bạn không thể tự bù trừ. Ví dụ như khi được nuông chiều quá mức, chúng ta sẽ ảo tưởng hoặc không nhận thức được năng lực thực sự của mình. Mỗi lúc nào đó thử thách ập đến, chúng ta ngã ngựa, không thể đứng dậy do không có kinh nghiệm. Chúng ta suy sụp và rồi đi đến phức cảm tự ti. Bị bỏ rơi là một trạng thái bị động, nó khiến chúng ta không còn tin vào bất kỳ ai, thậm chí là bản thân của mình. Tự ti về cơ thể, hẳn rồi, chúng ta không hoàn hảo, sẽ có một điểm nào đó trên cơ thể khiến chúng ta không hài lòng và không ngừng che nó đi. Có thể là bẩm sinh, có thể là bệnh lý. Một trong ba nguyên nhân trên, hoặc là hai, đôi khi sẽ là cả ba, sẽ khiến chúng ta mang phức cảm tự ti. Hãy cùng mình quay lại với những câu hỏi mình đã đặt ra bên trên nhé. Nguồn gốc của tự ti có nằm ở việc bạn yếu kém và bạn không có năng lực hay không? Tâm lý học cá nhân của Alfred Adler cho bạn câu trả lời là không. Nguyên nhân là những điều đã liệt kê ở bên trên. Thêm một bí mật nữa, những người mang phức cảm tự tôn là những người có sự tự ti giả tạo, tức là họ là những người tự ti nhưng khéo léo che đậy bằng cách khoe khoang, thổi phồng, hạ bệ người khác để giấu đi sự thiếu tự tin của bản thân. Bản thể sáng tạo. Tâm lý học cá nhân của Alfred Adler còn đề xuất một khái niệm gọi là bản thể sáng tạo. Bản thể sáng tạo là khả năng tự do tạo ra lối sống phù hợp với mình. Theo Adler, bất luận bối cảnh chúng ta thế nào, chúng ta tự tin về cơ thể, bị bỏ rơi, được nuông chiều, thì điều cốt lõi khiến chúng ta tự ti hay là không tự ti, bù trừ vừa đủ, bù trừ quá nhiều, bù trừ quá ít, v.v. đều nằm ở sự lựa chọn của chúng ta. Giống như Adler đã từng tuyên bố, điều quan trọng không phải là anh được trao cho cái gì, mà là anh sử dụng cái đó như thế nào. Yếu tố di truyền và môi trường sống có thể ảnh hưởng đến nhân cách, nhưng quyết định chung nằm ở sự lựa chọn của mỗi người. Cuộc đời của Adler là một ví dụ vô cùng thiết thực. Lời kết. Hãy luôn nhớ về bản thể sáng tạo, đó là lời gợi mở cho chúng ta tự tìm đường thoát khỏi tự ti. Video này giải thích nguồn gốc của sự tự ti, và có thể khi các bạn nhìn vào nguồn gốc của nó, các bạn sẽ có cách tự cải thiện cho riêng mình. Mình gửi đến bạn đọc của mình một câu nói, chọn lựa hay không chọn lựa cũng là một lựa chọn. Chúc các bạn của mình sớm tìm ra được câu trả lời cho bản thân, vui vẻ, hạnh phúc sống một đời an lành. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!